To the ends of college. Yeah. I served with you in Vietnam. So we're yeah. So, thank you very much for coming. Please come back. Yeah, thank you. Okay. Kính thưa quý vị, Lương Thạc đang có mặt tại trường Điên Gia. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư 21 tháng 2, thì trường Đại học Điên Gia tại Cupertino có một cái lớp học về bang giao, trong đó do ông giáo sư Michael Chen người Hoa đã mời Tôn Nữ Thiện Ninh là đại sứ lưu động của Việt Cộng tới đây để mà coi như là chiêu dụ hay là trình bày và về vấn đề bang giao tại Việt Nam. Thì trong lớp học tôi ghi nhận có vào khoảng 50 sinh viên học sinh, trong đó có một số sinh viên Việt Nam. Nhưng mà trong khi đó ở bên ngoài các cái lớp, quý vị, chúng tôi nhận thấy rất là đông đảo, cả hàng trăm đồng bào đã có mặt từ xa xa lên đây để mà vạch mặt, để mà hô những cái khẩu hiệu đã đảo Việt Cộng. Giờ vẫn còn, nhưng mà bà ta yêu cầu cắt giờ đi. Và có một sinh viên Việt Nam đã hỏi một câu hỏi, tuy bà không trả lời, nhưng mà tôi ghi nhận câu hỏi rất là hay. Và xin em cho biết quý danh và em đã hỏi câu gì? Vâng, thưa anh, em là tên là Vũ Kim Loan. Vũ Kim Loan. Xin đính chánh là không phải là học sinh ở đây. Đúng rồi. Nhưng mà em đã nhận được cái tin này. Thì cái giờ phút cuối cùng khi mà không có được cho hỏi đó, thì em đã đi lên thẳng ngay bả. Ngay đó, lúc đó có tất cả các ông giáo sư. Thì em đã hỏi với bả rằng là tôi nhận được một cái tin từ Việt Nam là do chính ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã issue một cái order. Vâng, ra lệnh. Tất cả linh mục Nguyễn Văn Lý và tịch thu tất cả những cái computer, laptop của nhà thờ. Và ông linh mục Nguyễn Văn Lý là cái người từng đòi hỏi tự do dân chủ và đòi hỏi tự do tôn giáo, cũng như là nghĩa là đã có những cái tiếng nói ở trong cái cộng đồng như vậy. Thì bây giờ ông đã bị bắt, thì tôi có hỏi bảo là bà, xin bà trả lời cho cái chuyện này. Bà có hỏi như vậy. Vâng, thì thấy là bà như thế nào? Bà hoàn toàn rất là lung túng, mà bà nói là cái chuyện đó tôi không có biết, là bà khoát tay giống như là có vẻ như là không muốn trả lời và rất là lung túng. Có nghĩa là bình thường ra đó thì bà trả lời, nhưng mà cái câu này tôi nghĩ là bà hoàn toàn bị động, bà không ngờ là bị hỏi như vậy. Nên bà đã rất là lúng túng và bà chỉ giống như là vẫy cái tay là không muốn trả lời thêm. Và thế là sau đó là có mọi người đã kêu lên và xin bà trả lời. Vâng, thì tôi là người đứng bên cạnh của Vũ Loan, và tôi nói bà là yêu cầu bà phải trả lời câu hỏi này. Thì bà vẫn khoát, bà không trả lời. Thì tôi nói cho bà biết là xin lên. Là bà đã chạy rồi, bà lúc đó mà rõ ràng là bà chạy trốn, thì tôi nói với mọi người rằng là bà đã bị xin ra nào rồi, xin né và thì không có trả lời cái câu hỏi. Cái lý anh cho biết là cái lý do anh là có mặt ngày hôm nay và cái cảm tưởng ngày hôm nay như thế nào? Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện. Kính thưa quý thính giả, đáp lời kêu gọi của rất nhiều đồng bào của chúng ta, và đặc biệt là giới trẻ thanh niên sinh viên tại vùng chúng tôi có mặt ngày hôm nay vô cùng phẫn uất. Cái lý do là Tết Đinh Hợi vừa rồi ở trong nước, bảo quyền cộng sản đã tấn công, trù dập, bắt bớ các vị lãnh đạo tinh thần, nhà đối kháng và những tiếng nói chống lại chế độ.
Ở đây là một sự việc đáng lẽ là phải được bà Tôn Nữ Thị Ninh là đại sứ lao động của Việt Cộng giải thích một cách rõ ràng, thì bà đã trốn tránh, tại vì bà đã không có đủ khả năng để giải động. Đây là một sự thật mà không thể nào thế giới bên ngoài và công luận quốc tế mà không biết đến được. Và chúng tôi bên cạnh nỗ lực cùng đồng bào đến đây để biểu tình phản đối bà Tôn Nữ Thị Ninh, chúng tôi còn tiếp tục có một chương trình hành động lâu dài để đem tất cả những cái sự việc xảy ra trong 3 ngày vừa qua lên quốc tế, lên các diễn đàn quốc hội, các quốc gia tân hưng và đặc biệt là các chính phủ, để đồng bào của chúng ta biết được rằng tại hải ngoại chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh cho những người trong nước. Và hôm nay hàng trăm đồng bào chúng tôi đến đây là làm việc cho hàng trăm, hàng triệu đồng bào trong nước không thể làm được việc này. Cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Một trong những người đã tổ chức cái cuộc biểu tình ngày hôm nay, anh cho biết cái lý do cũng như cái cảm tưởng anh ngày hôm nay tới đây. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận được một email của một em học sinh cho biết là trong lớp học của Michael Chan về vấn đề bàn giao quốc tế có mời bà Tôn Nữ Thị Ninh là đại sứ lưu động của Việt Cộng đến trường để nói chuyện, thì tôi đã thông báo cho Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia họp và đưa một cái thông báo khẩn lên Đài Phát thanh Quê hương để tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay. Và nếu mà quý vị có được những cái cuộn phim vừa quay thì quý vị đã thấy hàng trăm đồng hương của chúng ta đã bao vây bà Tôn Nữ Thị Ninh, đuổi bà chạy vô những cái xe cảnh sát và bao nhiêu cảnh sát đã đứng ra để bảo vệ cho bà. Đó là những điều mà cho chúng ta thấy khi bọn Cộng sản Việt Nam áp bức ở bên Việt Nam, như việc bắt Cha Lý và bắt cô Lê Thị Công Nhân là một người đảng viên của một đảng mới ở bên Việt Nam, là những cái điều không đúng sự thật. Và bọn Việt Cộng đã lợi dụng những cái chuyện đàn áp như vậy để gửi những người đại sứ lưu động như bà Tôn Nữ Thị Ninh ra để giải tỏa những cái khúc mắc của người dân tị nạn ở đây. Và cũng như quý vị đã biết là người dân tị nạn đã tiếp tục gửi những thỉnh nguyện thư lên những người dân biểu Mỹ, chẳng hạn như bà Loretta Sanchez, để yêu cầu bà về Việt Nam điều tra và giúp đỡ những nhà tranh đấu trong nước Việt Nam được thoát cảnh tù tội. Thì bà Loretta Sanchez đã bị từ chối, không được cấp visa để trở về Việt Nam. Và đó là sự man trá mà chế độ Việt Nam, chế độ Cộng sản Việt Nam luôn luôn tiếp tục đi rao giảng về những cái gì mà họ nói rằng là hoàn toàn không có. Thì trước mặt quý vị, những đồng hương ở đây biểu tình để nói lên cho học sinh và trường Diaz College biết rằng chế độ Cộng sản Việt Nam tiếp tục nói láo mà họ không bao giờ ngừng nói láo. Như vậy cho nên không nghe những gì Cộng sản nói và phải nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Và đó là những sự thành công của những người biểu tình ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị theo dõi cuộc biểu tình này.